Mình mà thợ hồ cô bác mến chào cô chú anh chị và các bạn gần xa nha. Thì hôm nay mình có một cái video giáo chia sẻ về cách để các bước để xây tường mượn nha cả nhà. Thì mình cái này thì mình làm cái video này thì để hướng dẫn cho mấy anh em thợ hồ mà thợ ép á cả nhà. Thì mấy anh em muốn lên làm thợ thì mình trước tiên thì mình phải làm theo những cái mà chuẩn bị mình hướng dẫn ở trong cái video này nha. Thì đây là cũng có một cái phản cột nè đó, thì bây giờ mình sẽ chia sẻ cái kinh nghiệm của mình làm rồi kỹ thuật để cho các bạn muốn học nghề xây dựng á, mà thợ xây á, thì mình phải có bốn cái cọng kẽm. Ở đây là mình có bốn cọng kẽm nè. Thì bốn cọng kẽm này thì mình sẽ một lát nữa mình sẽ buộc cái chân cột nha cả nhà, chứ mình không đóng đinh đó. Thì mình làm cái này cho nó đơn giản đó. Thì ở đây thì cũng có cô cuồng chỉ, thì một lát nữa mình buộc vì mình sẽ chia sẻ cái mẹo luôn cho anh em xem nha. Thì trong video này thì mình chia sẻ là cái kinh nghiệm để mẹo để xây làm sao cho đường hồ chuẩn và đẹp ngang cả nhà. Thì mấy anh thợ nào hay giỏi thợ cứng rồi đó thì có xem video của mình đó, nhớ ra bình luận bên dưới cho ý kiến mình nha. Còn không thì bỏ qua video mình nha các bạn. Thôi bây giờ để mình sẽ thực hành cho các bạn xem rồi học hỏi cái kinh nghiệm của mình nha cả nhà. Thì này mình sẽ buộc cái một cọng ở dưới chân nè đó, một cọng dưới chân này mình sẽ buộc cho nó cứng luôn nha đó, mình siết cho cứng ngoài ngoài lại rồi sẽ buộc ở trên. Buộc cái trên cái nữa là cọng trên cọng dưới. Cái cột bên đây là buộc rồi thì mình sẽ qua buộc cây kế bên luôn nha các bạn. Thì cái này chia cái clip này mình chia sẻ thì mình sẽ làm xây lên một đoạn cho cả nhà xem thôi nha. Thì cho các anh em đồ thợ ép đó để có cái kinh nghiệm để mình làm cho xây cho nó nhanh và chuẩn nha cả nhà. Đường hồ mặt hồ cũng là đầy đặn, không bị bọng, không hở, không bị bập nha. Mình thì kinh nghiệm mình làm từ đó tới giờ thì sau thì mình lại chia sẻ lại cho các anh em đồ xem để có làm được thì mê nghề xây dựng thì làm. Thì cái cách này mình chỉ là tương tự thôi, còn ý muốn các anh em muốn làm sao thì cũng được, nhưng mà làm chuẩn là càng tốt nha cả nhà. Thì cái nhà cấp 4 thì anh em xây thì nó rất là dễ, muốn xây sao cũng được hết. Thì mình vô công trình, thì công trình thì nó phải bắt buộc mình hết. Đây thì mình sẽ có hai cái khúc kẽm nè, khoảng 5 phân nha cả nhà. Thì cái khúc này là mình để mình mẹo nha, để mình buộc hai cái đầu dây, mình móc hai cái đầu dây để khi mình xây mình văng dây lèo á, mình kéo lên cái xuống nó không bị đứt nha cả nhà. Cái này mình dùng kìm bẻ nha cả nhà, kìm hay là tay gì bẻ cũng được bình thường.
nhưng mà có cây kim thì mình bẻ sẽ cái đầu co nó sát hơn nha. Thì mình sẽ buộc cọng dây lèo đứng trước nha. Ở trên xuống là có một cọng dây lèo thả thẳng trên xuống, nếu cây cột mình thẳng nha, còn không cây cột mình nhỏ gấp đoàn lại cho nó ngay rồi hả buộc dây lèo nha cả nhà. Thì mình sẽ buộc bên đây một cọng, rồi cây cột bên trái một cọng nha cả nhà. Hai bên mình phải cương xuống cho nó thẳng, nó cương xuống cho nó thẳng để gió đồ này kia nó cũng không bê được nha cả nhà. Rồi bây giờ mình sẽ buộc cái móc để móc ngang dây lèo ngang nha. Bây giờ mình sẽ móc một bên trước nha. Đó. Rồi, mình móc bên đây, rồi mình sẽ kéo qua đây mình đo cọng dây. Khi mình đo rồi thì nó dư, nó cho nó dư một chút nha. Đừng mình buộc mình thâu lại, có mình buộc mình phải chừa cái để mình thâu lại chỗ mà nó thẳng quá thì mình xả ra, còn hả nếu mà nó dùng thì mình rút lại nha cả nhà. Là cái này là cái mẹo của mình, thường mình xây để cho công việc nó sẽ nhanh nha. Thứ hai nó không bao giờ mà mình kéo lên kéo xuống nó sẽ đứt dây. Thì đây nè, cả nhà thấy cái móc không? Đó. Mình xài cái móc như vậy đó. Kéo lên kéo xuống là vô tư, không bao giờ mà đứt cái dây được. Mình bẻ, nhớ mình quay cái đầu bẻ là móc là nó quay cho ga nha. Đó, còn đây là cọng mình buộc để rút khi mình thâu dây vô ga nha cả nhà. Bên đây nè, cũng nhớ là mình bẻ hai cái đầu ngoéo là nó phải đưa ra ngoài nha, cái thẳng nằm ở trong nha. Rồi bây giờ là mình sẽ xây gạch và cách để hồ luôn cho cả nhà xem nha. Cái nhà nhớ là phải tưới nước xong rồi mình phải trét hồ dầu cho có độ bám dính nha cả nhà. Tường cũ hay tường mới gì cũng vậy, chân tường hay là cột mình đều trét nha. Nhưng mà cái tường thì cái cột mình trét vừa phải thôi, không có trét nhiều, trét vừa đủ bao nhiêu lớp để mình xây thôi. Thì xong rồi mình sẽ trét thêm chứ để trét trước nó bị khô và dợp nha cả nhà. Thì đây mình chỉnh cái dây xuống. Thì trước tiên thì mình sẽ xây một cục gạch để bên đầu đây, để chuẩn bị mình căng cái mặt bằng lại nha. Thì mình đây mình xài ba vuông. Như cục gạch này thì bây giờ cả nhà chứ đắp hồ theo như của mình nha. Đó, dích cục hồ lên, mình dích vào cái đầu mũi bay nha. Thấy cái đầu là im không? Đây là hồ để cái đầy mà bài kéo dài ra, để cho hồ có độ xốp, khi mình cỏ xuống hồ nó sẽ có được vừa độ bám mà dẻ chắc nha. Độ canh hồ khoảng chừng 1 phân 1.5 phân trở lại nha cả nhà. Rồi mình sẽ tiếp tục cái cục bên kia.
thì cái cọng dây mình cương nó hơi thẳng thì mình nó chạy lên nó thì mình phải xả cọng dây ra một chút nha, xả cọng dây cho nó hơi dùng một chút xíu. Rồi thì mình sẽ lấy cái mặt bằng rất dễ nha, thì mình đang làm gì thì mình không có thể mà hướng dẫn anh em để mà cầm từ viên gạch để chỉ được, thì bây giờ mình sẽ làm như vậy. Thì anh em nào xem cái video của mình thật kỹ, người có làm học làm thợ hồ thì nhìn theo của mình nha, cái cách bơ mình xáo hồ và cách đắp đồ gà hồ, lấy hồ làm sao cho nó chuẩn, nó không gớt mà lại đầy đủ hồ nha cả nhà. Rồi sau khi mình lấy một cái lớp chân mặt bằng thì cả nhà xây, nếu mà mình đầu tiên mình mới tập làm thợ thì mỗi lớp mà mỗi dân dây nha cả nhà, mỗi lớp mình kéo dây lên vậy đó, thì mình canh cho nó chuẩn là trên dài thẳng luôn. Thì mình để cục gạch đầu kia mình đổ lên chừng một phân, phân hai gì phân rưỡi gì cho lợi thôi nha. Thì mình lấy bên nào thì nó phải bằng hai bên để mình xây có cái đường hồ cắt chuẩn nha. Thì cái bỏ hồ á thì cả nhà bỏ cái bay nó chồm lại trước, mình gặt cái gần cái cán đuôi chỗ tay nắm mình kéo về là đằng sau thì nó sẽ có được cái đường hồ rất dài nha, và đầy đủ hồ luôn nha cả nhà, chứ cả nhà đừng có để gần cái giáp mối quá, nó sẽ hụt hồi cái đuôi gạch nha. Thì mình đang thực hành đó cả nhà xem rồi làm thử đi sẽ hiệu quả nha. Nói lại luôn nha, cái bỏ hồ là mình phải bỏ ngay cái đầu ngoài, mình kéo gạch về lại gần cán bay thì nó sẽ có đường hồ rất dài đẹp mà.
đầy đủ mật hộ luôn. Đây ở nhà xem nha. Đó. Mình sẽ rút một cái bài lại để cho đinh hồ nó nhọn lên luôn. Đinh hồ nó nhọn lên thì khi mình để gạch xuống thì nó chản ra. Mình cỏ hồ nó chản ra, nó chạy ra thì nó sẽ đầy đủ mật hộ luôn nha cả nhà. Thì cái đường hồ này mình xây tường là quan trọng cái đường hồ nha cả nhà. Tường 10 hay là tường 20 gì cũng vậy. Thì mặt hồ mình là không nên đè ép xuống. Mình chỉ để hồ lên như vậy. Đó, rồi mình sẽ kéo cầu qua hai bên. Đó, mình vuốt lại cho nó liền mặt hồ với nhau. Chứ không nên mình ép cái bay xuống. Đó. Thì như vậy đó thì cả nhà xây là rất là dễ. Một là nó sẽ đủ cái hồ. Hai nữa là khi mình đưa xuống là nó thấp hơn hoặc nó cao hơn gì cũng có hồ nó đựng lại, mình có ít thì nó giảm xuống nha, thì nó sẽ bằng lại nha cả nhà. Thì chia sẻ cái cách để làm để xây mà tường 10 như vậy thì mình không có nói nhiều được nha cả nhà, chỉ là một đoạn nào thôi. Thì coi cái thực hành của mình xây á, thì anh em nào muốn học nghề thợ hộ thì nhìn thấy của mình thì làm theo nha. Mình lên đây thì chỉ thực tình cho cả nhà xem nha. Thì cái nhà cái đường mình xây á, thì cái cọng dây lèo ngang á, thì cả nhà xây nó nên đừng có cho nó đụng vô gạch nha, cho nó hở dẫn dài ly, 5 ly trở lại thôi nha cả nhà. Thì nói chung thì mình cho nó không đụng dây là càng tốt nha. Còn nếu mình xây mình đụng dây, nhiều khi nó cấn vô trong cục gạch hoặc hồ gì mình không hay, rồi mình xây bức tường nó sẽ bị ngã nha cả nhà.
xây chỉnh cái đường gạch hay mấy hàng gạch ở dưới á, thì anh em nào muốn xây cái bậc thang lên á, thì mình cũng vẫn xây được, kéo cái cọng dây lèo lên rồi mình chiếu từ trên xuống dưới ngang cả nhà là mình xây được nha, nó rất là dễ. Rồi các bạn nhớ xây xong, mình xây xong là mình phải đắp hồ cái đầu gạch sát nách cột hết luôn nha các bạn, để cho cái hồ nó sẽ bám cứng vào cây cột, nó sau này nó sẽ không bị nứt bị hở nha. Rồi mình cũng tạm dừng cái video của mình nha cả nhà. Thì video hôm nay thì mình chia sẻ về cái cách để mà xây văng dây lèo và xây mạch hồ như thế nào cho những anh em mới vào nghề và những anh em thợ hồ còn yếu nha cả nhà. Thì mình cũng hẹn lại cả nhà với các bạn trong những clip tiếp theo nha. Bye bye.